thật yêu, suốt cuộc đời hy sinh cho chồng con đủ đầy, tao tần luôn sớm chiều, không mang chi nắng dài hay mưa dầu quanh ngày tháng. Nói làm sao cho hết tâm tình mẹ thương con, mây Trường Sơn cao xa, thay Bình Dương bao la, không làm sao sánh nổi với tình thương biên trời. Ôi làm sao đáp đền ân nặng tình sâu mẹ hiền, ôi làm sao đáp đền ân nặng tình sâu mẹ. Dạy quên cả quãng thời xuân lo ấp ủ mãi gia đình, trăm đắng ngàn cay đây giữ vẹn thâm tình. Lòng mẹ thương con như biển hồ lai lan, nghĩa vợ tình chồng mẹ muốn thở hằng đi. Rồi đàn con khôn lớn ra đi, mỗi đứa một nơi chẳng hẹn ngày về, để mẹ già tóc bạc u uế mong đợi con về, nhưng nào đâu chẳng thấy. Không còn nữa,
còn bên hương gian dân quả món hoa tươi, xin cầu trời trên cao A Di Đà ban ân giữa hồn thiêng của mẹ thoát trầm luân khổ nạn, cầu về nơi Phật quốc an dưỡng địa dung thân, cầu về nơi Phật quốc an dưỡng địa dung thân. Mẹ ơi yêu nghĩa di tiên như lời thầy dạy bao, những nghịch cảnh trớ trêu ngàn trùng xa cách nên con chẳng biết làm sao để báo đáp ân thì biết thành tâm không nguyện đêm ngày cầu Phật tổ Phật thầy cứu độ, giống linh mẹ già được thoát chốn trần mây, nhờ Phật A Di Đà quán đại từ bi tiếp dẫn mẹ về nơi cực lạc, an dưỡng thân tâm bền lòng học đạo, mong ngày sau đạo quả viên thành. Chẳng còn tội căn